Hãy cùng mình Vi Vu Hà Nội ngày 29 Tết Nhâm Dần 2024. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 29 Tết này ở Hà Nội. Chút nữa mình sẽ đi tham quan một vòng Hà Nội để theo dõi xem là cái không khí Tết ngày 29 nó như nào. Xem mọi người ở Hà Nội nó sẽ chuẩn bị Tết Nguyên Đán như thế nào nhá. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 29 Tết, chiều 29 Tết Hà Nội. Mình bây giờ đang ở phố Huế nhá. Đường phố Hà Nội bình thường ngày xưa thì Tết nó rất là vắng vẻ, nhưng mà bây giờ càng ngày thì Tết nó càng đông. Hôm nay là ngày 29 thì đường phố nó hình như vẫn rất đông đúc này. Có những nơi nó còn bị tắc đường cơ. Chứ ngày xưa thì đường phố nó cũng không tấp nập lắm. Tại vì hiện nay thì có rất nhiều những cái tòa chung cư xây lên. Thì dân ở tất cả các nơi người ta đều đổ về Hà Nội. Cho nên là thành phố ngày càng ngột ngạt hơn. Thì mình đang từ phố Huế mình tiến lên trên đoạn Hồ Hoàn Kiếm nhá. Mình sẽ đi tham quan xem Hồ Hoàn Kiếm ngày 29 thì mọi người đã trang trí và chuẩn bị đến đâu rồi. Hello hello mọi người. Đây là toàn hình ảnh về Tràng Tiền Plaza này. Mình bắt đầu tiến vào Hồ Hoàn Kiếm nhá. Đây là toàn cảnh về Tràng Tiền Plaza ngày 29 Tết. Những cái cửa người ta đã trang bị hoàng hoa lá rất là đẹp. Mình đang tiến đến Hồ Hoàn Kiếm. Đây là toàn bộ hình ảnh về Hồ Hoàn Kiếm này. Đây là hình như là bên VTV quân đội người ta đã chuẩn bị cho cái màn bắn pháo hoa vào ngày giao thừa. Cho nên người ta đã quay lại hết tất cả những cái chỗ mà để pháo. Trong này là khu quân đội, người ta đã quay vào hết để pháo rồi. Đường phố Hà Nội hôm nay 29 thì nó khá là đông đúc. Mọi người đều nô núc đi sắm Tết để chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm hơn. Ở quanh dọc bờ hồ thì những bạn trẻ đến chụp ảnh này, và những cái vườn hoa nó được trồng hoa rất là đẹp. Nói chung là hoa đào rất đẹp nha mọi người. Mình đang ở bờ hồ nhá, hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Hôm nay là ngày 29 Tết này, thời tiết nó cũng hơi se lạnh. Mình đi mình phải đi găng tay nhá, không thì sẽ không chịu được. Xin chào Hà Nội, chào ngày Tết 29. Sau khi đi Hồ Hoàn Kiếm, ở đây là đền Ngọc Sơn này. Khu vực này nó gọi là tượng đài Cảm Tử. Ngày xưa thì ở Hà Nội nó hay gọi đây là Vỉa Cảm Tử. Còn đây là đền Ngọc Sơn này. Đền Ngọc Sơn và cầu Tây Húc nha mọi người nhá. Đông quá. Phía trên này đây là Vỉa Cứu Thế. Vỉa Cứu Thế là ngày xưa nó được nổi tiếng là những người đua xe ở Hà Nội. Ngày xưa thì người ta đặt tên là cái đoạn này nó gọi là Vỉa Cứu Thế. Tại vì ngày xưa ở đây những người mà người ta đi đua xe ở đây là người ta ngã, là người ta hay ngã sang cái bên đường chéo chéo bên này. Thì nó gọi là ở đây nó có cái hiệu thuốc cứu thế. Cho nên là nó đặt một cái biệt danh là Vỉa Cứu Thế nhá. Còn đây là quảng trường cái gì Đông Kinh Nghĩa Thục à. Nhưng mà dân Hà Nội chính gốc thì người ta gọi đây là vòi phun nước bồ hồ nhá. Chứ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nó là mới á, mọi người mới đặt đấy. Chứ trước đây mình ở dân Hà Nội thì mình đặt gọi đây đó là vòi phun. Vòi phun nhá. Ôi, hôm nay ở chỗ vòi phun này nó tắc rồi. Quá đông. Hà Nội bây giờ càng lúc càng đông, toàn người với người, rừng bê tông. Tết bây giờ Hà Nội còn đông hơn là về quê luôn. Bình thường là Tết người ta sẽ về quê hết, nhưng mà bây giờ Tết người ta ở Hà Nội hết rồi. Đường phố khá là đông đúc nhá. Mình đang tiến đây là phố Hàng Hàng Đào. Khu phố này ngày xưa nó là khu phố buôn bán là rất là đắt đỏ. Đấy.
Ngày xưa ở khu vực này nó gọi là khu phố đắt nhất Việt Nam nhá. Đây là nhưng hiện giờ thì khu phố này những cái người bán quần áo ở đây người ta cũng lay lắt qua ngày mà cũng trả xong. Tại vì bây giờ thời này suy thoái kinh tế nên là chả ai người ta đi mua quần áo ở khu vực này nữa. Tất cả những cái khách mà đi ở hàng Hàng Đào nó bị chợ Đinh Hiệp là nó hút hết khách rồi. Mình sẽ tiến lên cái đoạn gì đây? Hồ Tây đi để mình xem cái Tết ở Hồ Tây và chợ Hoàng Đi Tàm nó có cái gì nhá. Vậy là cái ngày 29 đang tắc đường ở phố Hàng Hàng Đào. Mình đang ở phố Hàng Hàng. Và tắc đường ngày 29 Tết ở Hàng Hàng này. Đường phố càng lúc càng đông. Khách du lịch nước ngoài ở đây mà được chơi Tết Nguyên Đán ở Việt Nam là cũng rất là vui đấy. Hồi mình bé mà đến tầm 29 này là Tết đã nổ bùm bùm rồi. Đi xung quanh là toàn là mùi pháo Tết thôi. Bây giờ thì pháo thì bị cấm rồi. Cho nên là nó cũng mất đi khá nhiều cái không khí Tết. Đây là đang là phố chả cá của Hà Nội nhá. Wow, phố Hàng Mã hôm nay là đông quá. Không có đường vào luôn. Không thì cũng cho mọi người vào tham quan một vòng phố Hàng Mã. Nhưng mà chắc là xe máy không đi vào được rồi. Mình sẽ tiến lên qua khu vực Lăng Bác đi. Xem Tết ở khu vực Lăng Bác thì mọi người đã chuẩn bị đến đâu rồi. Bây giờ mình đang tiến lên khu vực Lăng Bác nhá. Xong mình sẽ tiến lên khu vực Hồ Tây, chợ Hoàng Y Tàm để cho mọi người cùng tham quan nhá. Cái không khí Tết hôm nay là đây là Hàng Mã này. Không khí Tết ở Hàng Mã rất là đông. Toàn người với người thôi. Hôm nay đi vào đây là bị tắc đường rồi, mình phải rẽ trái thôi. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái đoạn Tết ở Hàng Mã này. Mình sẽ tiến lên qua khu vực Lăng Bác nha, khu vực Hồ Tây. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Đây chính là vườn hoa Lenin hay còn gọi là tượng đài Lenin. Ông Lenin ở nước Nga, tại sao ông đứng vườn hoa nước mình? Tay ông cứ chống khuỳnh khuỳnh. Đây chính là tượng đài Lenin nhé các bác nhá. Còn đây là cột cờ Hà Nội này. Đối diện tượng đài Lenin nó là di tích cột cờ Hà Nội nhá. Hôm nay là ngày 29 Tết. Không khí Hà Nội 29 sẽ như thế nào? Mình đang tiến lên khu vực Lăng Bác nhá. Khu vực Lăng Bác phủ chủ tịch. Thì vậy là Lăng Bác đã hiện ra trước mặt. Phía trước này của mình, cái tòa nhà chính phủ này rất là đẹp. Được rất nhiều cái bạn ở các tỉnh khác đến đây check in và chụp ảnh. Nhưng mà ở khu vực này là không được đỗ xe này. Không được dừng xe đỗ xe đâu. Nếu mà chụp ảnh đôi khi cũng bị những cái chú bảo bộ đội chú đuổi đi đấy. Tại vì ở khu vực này không được phép đỗ xe và chụp ảnh đâu. Thì đây là khu vực Lăng Bác này các bác này. Đây là toàn bộ hình ảnh về Lăng Bác nhá. Quảng trường Ba Đình. Đây là toàn bộ hình ảnh về Lăng Bác và quảng trường Ba Đình nhé. Hôm nay mọi người như đang đứng xem cái lễ gọi là rước cờ hay là lễ đổi ca đấy. Cái gác đây, cánh gác đây. Đây là nhà khách chính phủ, nhà quốc hội chứ. Chứ không phải nhà khách chính phủ, đây là nhà quốc hội này mọi người à. Ồ, rất là hoành tráng nhá. Rất là khủng khiếp đúng không ạ? Nói chung là khu vực quảng trường Ba Đình này thì được xây dựng rất là đẹp. Rất là rộng rãi, thoáng mát. Thì sau khi mà đi hết cái quảng trường Ba Đình này. À còn phía trước nữa kia kìa. Phía trước kia mới là nhà khách chính phủ. Cái tòa nhà bên mình sẽ rẽ trái này. Đấy, cái tòa nhà khách chính phủ đó ngay trước mặt các bạn đây rồi. Đây chính là nhà khách chính phủ nhá. Cái tòa nhà vàng vàng đấy. Nó cũng là một trong những cái địa điểm mà rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh và check in. Tại vì thực sự là kiến trúc Pháp của nó, những cái tòa nhà này nó được thừa hưởng những cái kiến trúc của Pháp. Cho nên thực sự là nó rất là đẹp và tuyệt vời. Hiếm nơi đâu có được những cái kiến trúc như này ngoài Việt Nam. Tại vì Việt Nam này là được giao thoa giữa văn hóa của người Việt và văn hóa của người Pháp. Cho nên là tạo ra những cái kiến trúc là rất là tuyệt vời.
Sau khi mà mình đi hết cái Lăng Bác này, mình sẽ tiến lên Hồ Tây nhá. Hồ Tây Lộng Gió, nó là một trong những địa điểm đẹp của Hà Nội. Mình đang tiến vào Hồ Tây. Đây chính là toàn bộ hình ảnh về khu vực đường Thanh Niên nhá. Đây là khu vực đường Thanh Niên thì chạy dọc Hồ Tây. Bên phải của mình nó sẽ là Hồ Trúc Bạch và bên trái của mình sẽ là Hồ Tây. Hồ Trúc Bạch đó là cũng là cái hồ dạng gắn liền với cái tuổi thơ của những người Hà Nội rất lâu đời rồi. À, hôm nay ở Trúc Bạch người ta xây những cái hàng cây gì đấy, như cây phi lao, những cây tre và những cái hàng dạng tre, dạng trúc rất là đẹp nhé. Đây là toàn bộ hình ảnh về Hồ Tây ngày 29 Tết. Gió mùa đông bắc về rất là lạnh và gió rất là buốt. Đường phố thì nó cũng rất là tấp nập. Tí nữa không biết là cái chợ Hoa Nghi Tàm, những cái đường ở trên nó đang sửa, không biết mình có đi được vào đến cái chợ Hoa Nghi Tàm không, hay bây giờ chợ hoa nó chuyển sang cái chợ hoa ở hàng lược. Không khí Tết ở Hồ Tây, đây là toàn bộ hình ảnh về không khí ngày 29 Tết ở Hồ Tây. Đường phố nó cũng vắng vẻ hơn so với mọi ngày rồi, nhưng mà thực sự là so với ngày xưa thì đường phố nó cũng rất là đông, tại vì thực sự là những dân các tỉnh về đây định cư rất là nhiều. Người ta cũng không còn người ta cũng cả gia đình người ta cũng chuyển hết ra Hà Nội, cho nên là người ta cũng không còn về quê ăn Tết nữa. Cho nên là những ngày Tết ở Hà Nội mấy năm gần đây thường xuyên tắc đường. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái đường Yên Phụ nhá. Đường này, đường Yên Phụ này nó sẽ dẫn một phát thẳng lên hướng cầu Long Biên và cầu Trương Dương. Mình sẽ đi tham quan một vòng hai cái địa điểm cầu Long Biên và cầu Trương Dương, hai cái cầu nổi tiếng nhất Hà Nội. Cầu Long Biên thì nổi tiếng rồi, nó là cái cầu đầu tiên dài nhất Đông Nam Á hay sao ấy. Thì được xây dựng từ cách đây khoảng tầm hơn 100 năm. Hiện giờ mình đang từ đường Yên Phụ. Đường Yên Phụ này là cái đường người ta xây cái con đường gốm sứ. Con đường gốm sứ này kéo dài nó phải đến chục km. Ở trên cái đoạn đường này, cái đoạn đường D Yên Phụ này, ngày xưa cái đoạn gốm sứ này nó chính là đường D. Mỗi lần nước nó ngập lên ấy thì cái đường cái D chắn sóng này nó chính là cái mà để chặn nước để không tràn vào thành phố. Đây là toàn bộ hình ảnh cái hướng cái lối để lên cầu Long Biên. Cầu Long Biên đã hiện ra trước mặt mình rồi. Mình sẽ rẽ trái này để mình lên cầu Long Biên này. Đây là cầu Long Biên. Hiện giờ cầu Long Biên đã cấm những cái xe ba gác và những cái xe lớn, chứ ngày xưa là cả xích lô xe ba gác. Đôi khi nhiều khi có những cái bạn đi taxi đi nhầm Google Maps nó dẫn lên trên đường cầu này và xuống thì bị phạt mất mấy triệu luôn. Đây là toàn bộ cái hình ảnh cầu Long Biên lịch sử. Cầu Long Biên thực sự nó vẫn còn giữ được cái nét hoang sơ rất là đẹp của nó. Mình thì cầu Long Biên này nổi tiếng là nó vắt qua con sông Hồng. Sông Hồng Hà Nội thì tuyệt vời rồi. Hè nào mình cũng ra bơi ở sông Hồng Hà Nội. Và mình thích nhất là cái khoản là thả trôi sông ấy. Mình cứ đi lên khoảng tầm 5 đến 7 km rồi mình xuống mình bê theo một cái can, mình nhảy xuống mình thả trôi sông về đến cái đích mà mình xuất phát. Thực sự đấy là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nếu mà hè này mà mình sẽ làm một số nội dung về bơi sông Hồng và một số nội dung về thả trôi sông Hồng thì mọi người nếu theo dõi kênh của mình thì nhớ đón xem nhé. Đây là toàn bộ hình ảnh về cầu Long Biên nhé. Cầu Long Biên lịch sử. Cầu Long Biên, cái bãi sông Hồng. Mọi người hãy cùng phóng tầm mắt nhìn cái cầu Long Biên hôm nay. Mọi người đi rất là tấp nập này. Những cái dầm cầu rất là khổng lồ. Nước hôm nay xuống rất là cạn rồi. Chứ bình thường ngày thường cái khu vực này nó phải lên sát cái mép bê tông kia luôn. Chứ nước cạn nó xuống nhìn trơ cả đáy cầu. Nói chung là sông Hồng hôm nay là nước nó rất là xanh nhá. Không còn màu hồng như mọi hôm nữa. Mọi hôm là nước nó sẽ có màu hồng cơ. Nhưng hôm nay là nước chắc là đầu nguồn nó về thì nó rất là xanh. Mọi lần thì mình hay bơi ở đây này. Thì có vài lần mà cái đợt mà Covid-19 ý, thì người ta không cho sinh hoạt ở đây để bơi. Thì một số người bơi chuyên ý thì người ta toàn bơi ở bờ bên này này, người ta bơi sang cái cục bãi giữa bên kia để người ta bơi. Thì lúc ý người ta bơi ra đấy thì chính quyền người ta sẽ không đuổi được. Khi mà người ta Covid người ta đi ra ngoài, người ta đi chơi và đi bơi thì chính quyền người ta sẽ không sang được bên ý để người ta bắt.
mình lại tiến tiếp thôi. Người ra đây thả vứt rác hay vứt cái gì đúng không, xuống sông ấy. Nhưng mà mình thấy cảm thấy là những cái hành động mà kiểu vứt rác với cả thả cá từ trên cầu xuống sông, hành động rất chi là lạc hậu và mê tín dị đoan. Nói chung là nó làm cho ô nhiễm hết cả thiên nhiên và làm cho kiểu rằng người mẹ thiên nhiên nó phải báo động lên ấy. Tại vì thật sự là những cái truyền thống ý nó vừa lạc hậu, nó lại vừa gây ô nhiễm môi trường. Nào là xác, nào là bát hương, nào là tất cả các loại người ta đều ném xuống sông. Thật sự là mình cảm thấy buồn và mình cảm thấy đau lòng cho con sông Hồng này, khi mà bị hàng bao nhiêu năm rồi. Việt Nam, Hà Nội mình ấy thì nó có một cái gọi là con sông Tô Lịch. Ngày xưa sông Tô Lịch nó rất là đẹp và rất là xanh, nhưng mà đến bây giờ thì cũng bị ô nhiễm môi trường do xả rác và người ta xả chất thải xuống. Cho nên là con sông Hồng này nó cũng phải đáng báo động đấy. Những cái thủ tục mê tín và những cái phong tục tập quán lạc hậu như thế thì nên phải bỏ dần đi. Không nên mà sử dụng những cái thủ tục, những cái phong tục tập quán lạc hậu như thế. Thật sự là con sông Hồng này nó gắn liền với cái tuổi thơ của mình rất nhiều. Mình đã bơi sông Hồng cả một cái tuổi thơ ấy. Ok anh, bơi sông Hồng cả cái tuổi thơ ấy. Cho nên là nếu mà nó mà bị ô nhiễm đi, một cái điều cực kỳ đáng tiếc. Đây là cái mạch sông chính của Hà Nội luôn. Không còn một con sông nào có thể tuyệt vời hơn con sông Hồng này. Nước nó thay đổi theo mùa nhá. Nước sông Hồng giờ này là đang là mùa nước xuống này. Không hiểu sao nước hôm nay màu xanh thế. Bình thường nước sông Hồng là auto là màu đỏ và màu hồng nhá. Hôm nay lại nước sông Hồng lại màu xanh. Mình đã chuẩn bị đi hết được cái con cầu Long Biên này rồi. Mình chuẩn bị tiến sang bên cầu Trương Dương nhá. Mọi người sẽ tham quan tiếp cái dầu cầu Trương Dương để xem mà cầu Trương Dương là cái cầu xây dựng sau để cho lưu thông ô tô, xe máy qua. Còn cầu Trương Dương, cầu Long Biên này thì bây giờ người ta đã cấm xe máy, cấm những cái xe phương tiện nặng đi qua đây rồi, tại vì có nguy cơ sập cầu bất kể lúc nào, tại vì cầu nó cũ rồi, xây dựng hơn 100 năm. Thì bây giờ mình đã xuống được cầu Long Biên. Mình sẽ tiến sang bên phía cầu Trương Dương để cùng các bạn tham quan cầu Trương Dương nhé. Mình bắt đầu tiến lên cái đoạn gọi là cầu Trương Dương. Cầu này thì đã được xây dựng sau cầu Long Biên và để phục vụ cái mức độ lưu thông từ bên thành phố sang bên Gia Lâm. Thì đây là toàn bộ hình ảnh về cầu Trương Dương nhá. Hôm nay cầu Trương Dương nó tắc đường quá, nó không êm đềm như cầu Long Biên. Cầu Trương Dương hôm nay toàn người với người, toàn xe với xe thôi. Sông Hồng vẫn đang ở dưới. Cầu Long Biên thì thấp thoáng ở bên kia kìa. Đấy, lúc ấy mình vừa đi cầu Long Biên mình thấp thoáng ở bên kia. Đấy, cầu Long Biên thấp thoáng bên kia. Bên kia là nó cầu Long Biên ở dưới cuối cầu, bên kia là có chợ Long Biên. Mỗi lần mà đi đến đây thì mình thường bị mỗi lần đi qua con sông Hồng này, mình thường nhớ về cái bài thơ mà ngày xưa hồi lớp 4, lớp 5 mình đã từng học. Nó gọi là bài Ôi con sông quê hương. Con sông tôi có con, quê hương tôi có con sông thanh xanh biếc, nước gương trong soi bóng những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông thấp thoáng. Chẳng biết nước có nhớ ngày nhớ tháng, nhớ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi. Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi nhớ mãi mối tình mới mẻ. Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ. Những bài thơ như thế thì nó in sâu vào cái tâm trí của mình, của những người Hà Nội xưa. Khi mà mình về những con sông quê hương của mình thì những cái ký ức và những cái sự cái nỗi buồn, cả những cái chuyện vui nó cũng ập đến, nó làm cho mình những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái cầu Long Biên nhá. À đâu, đây là cầu Trương Dương chứ không phải cầu sông Long Biên, xin lỗi các bạn nhé. Đấy, thì ở giữa những cái ngày xưa thì những cái bãi bồi này này, thì nó từ lúc mà Trung Quốc mà chặn dòng ấy thì nó mới sinh ra được những cái bãi bồi như thế này. Chứ ngày xưa những cái bãi bồi này mà nước nó lớn lên ấy là những bãi bồi này ngập hết, nó cũng chả có bãi bồi. Nhưng mà khi mà Trung Quốc mà chặn dòng rồi thì những cái bãi bồi này dần hiện ra và nước sông nó cũng dần là cạn đi rồi. Cho nên là thật sự là mình sẽ phải giữ gìn rất nhiều cho cái sông Hồng này, không thì sông Hồng nó sẽ biến mất ở một ngày không xa. Vậy là mình
đã tiến gần hết cái sông Hồng, cái cầu Trương Dương này rồi. Khu vực ở phía dưới này thì đấy, cái bãi bồi người ta kéo dài ra đến kia cơ mà. Thì khi mà bãi bồi ra thì người dân ở quanh khu vực này người ta sẽ cắm đất để người ta trồng trọt. Khu vực ấy đất là vẫn đất của nhà nước nhá, chứ người dân thì chỉ là cắm để trồng trọt tạm thời thôi. Còn đâu là nếu mà nhà nước người ta lấy lúc nào thì cũng không biết đâu nhá. Chứ đây không phải là đất riêng đâu, cắm là không phải là đất của nhà mình, có sổ đỏ đàng hoàng đâu nhá các bạn nhá. Đây là toàn bộ hình ảnh khi mà mình kết thúc cái đường đi cầu Trương Dương này. Đây là toàn bộ hình ảnh kết thúc cái cầu Trương Dương này đông quá, toàn xe với xe thôi, ô nhiễm, toàn bụi bận này, ô nhiễm này. Nói chung là mình rất là sợ cái rừng bê tông và mưa bụi đấy. Bão bụi luôn chứ không phải mưa, bão bụi và rừng bê tông. Mình bắt đầu xuống khỏi cái cầu Trương Dương này. Đây là mình đã đi hết cái cầu Trương Dương. Mọi người cùng lang thang của mình, cùng mình một chút ở phố cổ đi. Đây là phố cổ Hà Nội nhá, đây là phố Hàng Bồ. Trước đi qua phố Hàng Bồ sẽ là phố Bát Đàn. Trước cả nhà mình ở phố Bát Đàn này này. Mình bây giờ mình đã chuyển ra chỗ khác rồi. Đây là phố Bát Đàn này. Không khí Tết nó cũng rất là tấp nập. Mọi người đi lại rất là vui này. Mình đang ở phố Bát Đàn nhá. Gà nhá, đây toàn bộ hình ảnh chiều 29 Tết ở phố Hàng Gà. Trước mặt mình là phố Hàng Mã này. Phố Hàng Mã ai tắc đường mất rồi, chết rồi, lao đây chết rồi. Ở khả năng không vào đây nữa, không lao vào đây nữa. Lao đây tắc chết vỡ mồm rồi. Mình lại phải vòng lại thôi. Đi đường khác thôi. Đi đường này tắc không đi được. Đây là toàn bộ hình ảnh về phố Hàng Điếu à, của ngày 29 Tết này. Thì đường phố nó rất là đông đúc và tấp nập này. Trước mặt mình nó là chợ Hàng Gia này. Chợ Hàng Gia bây giờ nó đã biến thành cái khu trung tâm thương mại rồi, nó không còn là cái chợ nữa. Đông thế, để con xem gì không. Đấy, đây là chợ Hàng Gia này. Đường đông quá, đâu cũng bán hoa. Đây là chợ Hàng Gia nhá.